Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 7 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo. Ngay sau tuyên thệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về những mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga trong giai đoạn đến năm 2024. Sáng 9 tháng 5, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước đã tái khẳng định việc bảo vệ hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân, thúc đẩy tự do thương mại và mở cửa thị trường. Liên minh hy vọng của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã giành thắng lợi lịch sử khi hội đủ 113 ghế tại Hạ viện, qua đó có quyền thành lập chính phủ mới, đánh dấu kết thúc hơn 60 năm cầm quyền của Liên minh Mặt trận Quốc gia. Ngày 10 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Dự kiến, trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ xoay quanh việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Không chờ đến ngày 12 tháng 5 theo dự định, mà ngay trong ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và 6 cường quốc P5+1 vào năm 2015, hay còn gọi là thỏa thuận JCPOA. Quy định đầy bất ngờ này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên thế giới. Thế giới sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân do nhóm P5+1 ký với Iran vào năm 2015, mà tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA. Ông Trump cho rằng JCPOA là một thỏa thuận tồi, nên ông quyết định rút khỏi thỏa thuận, và Mỹ sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tôi sẽ ký một bản ghi nhớ của Tổng thống để bắt đầu khôi phục các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan tới vấn đề hạt nhân nhằm vào chính quyền Iran. Chúng tôi sẽ bắt đầu áp đặt mức cao nhất của các biện pháp trừng phạt. Ngày 9 tháng 5, Nhà Trắng cho biết nước này cam kết sẽ theo đuổi việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đến cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lớn nhất, các lệnh cấm vận mạnh tay lên Iran. Mọi lệnh trừng phạt này đều đã được áp dụng trước khi thỏa thuận JCPOA được đưa ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh cấm vận bổ sung vào tuần tới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nước này sẽ sớm làm việc với các đối tác để đảm bảo rằng Iran không thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để đảm bảo rằng Iran không thể tiếp cận vũ khí hạt nhân, và sẽ làm việc với các bên liên quan để giảm ảnh hưởng xấu từ phía Iran. Chính phủ sẽ tiếp tục đặt sự an toàn, lợi ích của người dân lên hàng đầu. Ngay từ khi vận động tranh cử Tổng thống, ông Trump đã thể hiện rõ lập trường phản đối thỏa thuận được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump nhiều lần gọi thỏa thuận là văn kiện nguy hiểm, không ngăn chặn được mà chỉ trì hoãn khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Số phận của thỏa thuận JCPOA sẽ như thế nào? Thế giới sẽ bị tác động ra sao? Mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Quang Khai. Ông từng là đại sứ Việt Nam tại nhiều nước Trung Đông như Iraq, Ả Rập Xê Út, Liban, Jordan, Yemen và là một chuyên gia am hiểu về các vấn đề Trung Đông. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay ạ. Thưa ông, vừa qua thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA cũng như là áp đặt lại các lệnh cấm vận đối với Iran. Ông có nhận định gì về điều này ạ? Cái quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân Iran ấy, thì không có gì bất ngờ. Cái này nó đã nằm trong cái kế hoạch của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông ấy tiến hành cái cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016. Lúc đấy ông ấy đã đưa ra một số cam kết, thì trong đó có cái cam kết mạnh mẽ nhất là sẽ rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân ký với Iran. Thì cái việc này ấy, tôi cho rằng là nó ảnh hưởng là tiêu cực tới cái tình hình Trung Đông vốn đã hết sức căng thẳng. Bởi vì trước đây, ngay sau khi ký cái thỏa thuận này, phải nói cả thế giới thở phào nhẹ nhõm và hoan nghênh cái thỏa thuận này. Nhưng là đến nay thì phải nói rằng là đã hơn 2 năm thực hiện cái thỏa thuận này, thì tất cả các bên đều thực hiện rất là tốt, và nó đóng góp vào cái an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông cũng như là trên thế giới. Thế thì việc mà Tổng thống Donald Trump vừa rồi quyết định rút khỏi cái thỏa thuận này, đơn phương rút khỏi cái thỏa thuận này, thì phải nói rằng đây là một cái hành động mà nó gây ra
cái căng thẳng nó ảnh hưởng tiêu cực tới cái tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông. Thế thì và đây có thể là nó là một cái sự mở đầu cho những cái hành động quân sự mạnh mẽ hơn để chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, và đồng thời nó sẽ dẫn đến một cái cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực. Không những chỉ chạy đua vũ trang thông thường mà nó có nhiều khả năng sẽ dẫn đến một cái cuộc chạy đua về hạt nhân. Ngày hôm qua thì Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út là ông Aden Jubeir thì đã tuyên bố rằng là nếu mà Iran trở lại làm giàu uranium và chế tạo vũ khí hạt nhân ấy, thì Ả Rập Xê Út cũng sẽ làm như vậy. Thế như vậy là rất hết sức nguy hiểm. Và đây và cái việc mà Mỹ rút khỏi cái thỏa thuận này ấy, nó là một cái tiền lệ hết sức xấu trong quan hệ quốc tế. Bởi vì là Mỹ thay đổi quan điểm thường xuyên và cái chính quyền mới của Mỹ lên ấy, sẽ không thừa kế lại những cái hiệp định hoặc là những cái hiệp ước mà chính quyền cũ ký kết. Thế như vậy ấy, là nó sẽ làm đảo lộn cái quan hệ quốc tế. Người ta không một cái quan hệ quốc tế nó sẽ không được ổn định và chắc chắn, không được bền vững nếu mà Mỹ lại thay đổi, nghĩa là chế độ mới lên thì lại thay đổi lại cái chính quyền của chế độ cũ như thế. Thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái tiền lệ hết sức là xấu trong đối với quan hệ quốc tế. Vâng ạ, vậy thì theo ông thì với cái động thái này, thỏa thuận JCPOA sẽ có số phận như thế nào ạ? Cái thỏa thuận này ấy, thì phải nói rằng là Mỹ đã tuyên bố rút. Thế thì bây giờ chỉ còn là Iran và 5 nước, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga. Thì phải nói rằng là trước khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi cái thỏa thuận này ấy, và lúc bây giờ đã có ý định là sẽ tuyên bố rút khỏi, thì cái thái độ của Iran là hết sức là căng thẳng. Đấy, Tổng thống của Iran thì đã tuyên bố là nếu mà Mỹ rút khỏi cái thỏa thuận hạt nhân Iran thì Iran cũng sẽ xé bỏ cái thỏa thuận này ngay lập tức và quay lại làm giàu uranium trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi cái thỏa thuận này thì cái thái độ, cái phản ứng của Iran ấy, tỏ ra là khá mềm dẻo. Đó. Tổng thống Rouhani thì có tuyên bố rằng ấy, là Iran sẽ vẫn giữ cái thỏa thuận này và sẽ tiếp tục thực hiện cái thỏa thuận hạt nhân nếu mà các cái nước còn lại đảm bảo được cái lợi ích của Iran. Và sắp tới đây ấy, thì Iran sẽ tham khảo ý kiến với những cái nước ký kết còn lại để có những cái bước tiếp theo nhằm tiếp tục duy trì cái thỏa thuận này. Thế như vậy ấy, là cái tốt nhất là cái thỏa thuận này ấy, sẽ tiếp tục nhưng không có cái sự tham gia của Mỹ. Đấy là cái kịch bản mà hiện nay người ta đang bàn tới nhiều nhất. Thế còn cái thứ hai, cái kịch bản thứ hai tôi cho rằng cũng có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Tức là ngày hôm qua thì Tổng thống Mỹ Donald Trump có nói rằng là sẵn sàng đàm phán với phía Iran về một cái thỏa thuận hạt nhân mới mà đảm bảo lợi ích của Iran cũng như của Mỹ và các cái nước liên quan. Thế như vậy là cũng cái cánh cửa đàm phán giữa Mỹ với Iran rồi những cái nước mà ký kết ấy, thì vẫn được bỏ ngỏ. Và có nhiều khả năng là sẽ các bên, nếu mà tốt nhất là các bên sẽ ngồi lại đàm phán và đưa ra một số những cái sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của Mỹ và các cái nước ở khu vực nói chung. Và một cái kịch bản thứ ba tức là đàm phán thất bại và cái hiệp định này sẽ bị hủy bỏ, thì cái điều đó sẽ là một cái thảm họa đối với khu vực. Nó sẽ là một cái cuộc chiến tranh, nó sẽ xảy ra một cái cuộc chiến tranh mới giữa Iran với Mỹ, với Israel và các cái nước khác ở khu vực nữa. Thì tôi cho rằng đấy là một cái kịch bản xấu nhất mà có thể sẽ xảy ra. Theo kịch bản thứ hai của ông thì Tổng thống Donald Trump cũng mở rộng cửa để đàm phán trở lại thỏa thuận này. Vậy theo ông cái thỏa thuận mới sẽ có những cái thay đổi gì ạ? Thỏa thuận mới sẽ có thay đổi, tức là phải có một cái điểm hết sức quan trọng, tức là cái hiệp định này sẽ hết hạn vào năm 2025. Thì phải có một cái điểm khẳng định chắc chắn cam kết của Iran là sau đấy, sau 2025
thì Iran không tiếp tục làm giàu uranium và hủy bỏ hoàn toàn cái chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Một số những cái điểm khác nữa thì nó thực ra là nó không liên quan tới cái vấn đề hạt nhân. Thế nhưng mà nó là một cái sự quan tâm rất lớn của Mỹ cũng như là các nước đồng minh của Mỹ ở khu vực như là Israel, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi Bahrain, v.v. các nước vùng vịnh. Thì hiện nay phải nói rằng là Iran đang mở rộng cái ảnh hưởng của mình ra khu vực, đặc biệt là sự có mặt của Iran ở Syria. Rồi Iran ủng hộ những cái lực lượng gọi là mà Mỹ coi là khủng bố, thí dụ như là các lực lượng Houthi ở Yemen, hay là lực lượng Hezbollah ở Nam Liban, hay là lực lượng Hamas của Palestine ở Gaza, thì Iran lại là phải chấm dứt cái sự ủng hộ đối với những cái tổ chức này. Và một cái điểm nữa là Iran phải ngừng, nghĩa là cải tiến hay là chế tạo những cái loại tên lửa đạn đạo, tức là có tầm bắn xa hơn 2.500 km, bởi vì cái điều này nó đe dọa tới cái an ninh của Israel và Ả Rập Xê Út, là hai cái đối thủ của Iran, đồng thời là hai cái đồng minh gọi là mạnh nhất của Mỹ ở khu vực. Thì đấy, thì nếu những cái điểm như vậy ấy, phải được đưa vào một cái thỏa thuận mới. Thì nếu mà phía Iran hay là những cái cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và những cái nước liên quan mà đạt được cái thỏa thuận như thế, thì tôi cho rằng là đấy là một cái thỏa thuận bền vững. Thưa quý vị, rất nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này của Tổng thống Donald Trump và cho rằng nó sẽ đổ dầu vào lửa cho tình hình bất ổn tại khu vực, thậm chí đẩy Trung Đông, vùng vịnh đến trước bờ vực của một cuộc chiến mới. Tuy nhiên, các nước thành viên còn lại trong JCPOA và cả Iran đều khẳng định sẽ cố gắng duy trì thỏa thuận hạt nhân này. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Tổng thống Iran ngay lập tức tuyên bố vẫn duy trì thỏa thuận hạt nhân JCPOA, nhưng sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp đối với Mỹ. Những tuần tới, chúng tôi sẽ tham vấn và thảo luận với các nước tham gia JCPOA để hợp tác giải quyết vấn đề này. Nếu cuối các cuộc đàm phán, chúng tôi có thể hợp tác với 5 nước còn lại ngoài Mỹ để vạch ra các cam kết nhằm đem lại lợi ích cho các bên, chúng ta sẽ duy trì JCPOA bất chấp sự phản đối của Mỹ. Chúng ta sẽ tiếp tục các mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh khu vực và trên thế giới. Về phía EU, cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố EU xác định bảo toàn thỏa thuận hạt nhân Iran. EU đặc biệt lo ngại trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về những lệnh trừng phạt mới đối với Iran và EU sẽ hành động để bảo vệ những lợi ích kinh tế của mình. Hàng loạt nước châu Âu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận JCPOA. Quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Mỹ là sai lầm và đó là lý do khiến châu Âu quyết định vẫn theo đuổi thỏa thuận này nhằm ngăn chặn Iran tái khởi động ngay lập tức các hoạt động hạt nhân, đồng thời tránh gây căng thẳng leo thang trong khu vực. Điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định và hòa bình ở khu vực Trung Đông và Trung Cận Đông. Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là mối quan ngại rất nghiêm trọng. Đức cam kết tiếp tục duy trì thỏa thuận và sẽ nỗ lực hết sức để Iran vẫn tuân thủ trách nhiệm theo những cam kết đã ký. Trong khi đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký Guterres quan ngại sâu sắc trước quyết định của Tổng thống Mỹ. Tổng thư ký liên tục tái khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran đã đạt những thành tựu lớn trong việc không phổ biến hạt nhân, cũng như là thành quả của ngoại giao. Thỏa thuận cũng đóng góp trong hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế. Điều thiết yếu là tất cả những lo ngại liên quan đến việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran cần được giải quyết thông qua các điều khoản của thỏa thuận. Thưa ông, quay trở lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, thì thỏa thuận JCPOA này đã đem lại lợi ích gì cho Iran cũng như là cộng đồng quốc tế ạ? Phải nói là cái thỏa thuận này đàm phán trong vòng 12 năm, tức là rất là kỹ. Và khi mà ký kết được cái thỏa thuận này thì phải nói rằng là đây là một cái thỏa thuận lịch sử mà là một cái nhân tố tích cực đóng góp vào cái hòa bình và ổn định không những ở khu vực Trung Đông mà còn đối với hòa bình và an ninh trên toàn thế giới đó. Đấy là cái lợi ích lớn nhất. Cái lợi ích tiếp theo phải nói rằng là về lợi ích kinh tế thì nó tạo ra một cái sự hợp tác rất là lớn giữa Iran và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những cái nước ký kết. Thì theo cái thỏa thuận này ấy, thì
Mỹ và các nước châu Âu sẽ phải xóa bỏ cái trừng phạt Iran. Và lúc đó thì hàng trăm tỷ đô la của Iran hiện đang bị gọi là phong tỏa tại các ngân hàng của Mỹ sẽ được giải tỏa. Thì cái đó là cái rất lợi cho Iran sau nhiều năm bị cấm vận mà có một cái khoản tiền như thế thì phải nói rằng là nó sẽ đóng góp vào cái việc khôi phục lại cái nền kinh tế đã bị kiệt quệ trong nhiều năm vừa rồi. Và cái nữa là Iran sẽ có thể xuất khẩu dầu mỏ một cách tự do. Thế thì sẽ đem lại một cái, không chỉ là một cái nguồn ngoại tệ rất lớn sẽ thu về cho đất nước Iran, mà nó còn làm ổn định cái thị trường dầu mỏ thế giới, và nó đóng góp vào cái sự ổn định và sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Thì đấy là những cái điểm rất là tích cực. Thế thì bây giờ lại phải tìm mọi cách để duy trì, và đặc biệt là các nước châu Âu đã có những cái hợp đồng rất lớn làm ăn với Iran trong lĩnh vực hàng không. Ví dụ như hãng Airbus của Pháp thì đã ký một cái thỏa thuận lên đến cả hàng mấy chục tỷ đô la mua 100 máy bay Airbus của Pháp chẳng hạn. Ví dụ hoặc là nhiều công ty của Anh, của Đức, của Pháp, của Ý là đã ký những cái hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dầu khí của Iran, hoặc là trong những cái hợp đồng cung cấp hàng hóa cho thị trường Iran rất là lớn. Thế thì bây giờ là cái thỏa thuận này đã bị gọi là Mỹ rút khỏi và không thể, hiện nay trước mắt là không thể thực hiện được nữa, thì nó sẽ gây ra một cái không những là hại cho Iran mà nó sẽ còn có những cái tổn hại cho cái nền kinh tế của châu Âu. Ông có thể nói cụ thể hơn về những cái tổn thất mà thỏa thuận JCPOA này bị hủy bỏ đem lại không ạ? Về kinh tế thì nó rất rõ ràng, đúng không? Tức là Iran bây giờ không thể tự do xuất khẩu được dầu mỏ nữa. Và những cái hợp đồng mà Iran ký với châu Âu cũng rất khó có thể thực hiện được. Bởi vì là Mỹ là hiện nay đã nắm trong tay đến 90% những cái biện pháp cấm vận Iran. Đấy, và tất cả, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những cái gọi là giao dịch tài chính và ngân hàng đều phải bằng đồng đô la và thông qua các cái ngân hàng của Mỹ. Thế thì bây giờ Mỹ rút ra thì tất nhiên là những cái việc đó là nó sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực và không thể thực hiện được những cái hợp đồng. Và trong cái cấm vận mới này, trừng phạt mới đối với Iran ấy, thì Mỹ cũng trừng phạt cả những cái công ty của các nước trên thế giới mà làm ăn với Iran. Thế cho nên là hiện nay ấy, là đang có cái sự tiếp xúc giữa các nước Anh, Đức và Pháp và những nước châu Âu khác đối với chính quyền Mỹ để mà loại tạo cái điều kiện dễ dàng cho những cái nước này trong cái làm ăn với Iran. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Mỹ sẽ có một cái sức ép hết sức là lớn đối với những nước này để mà làm suy kiệt cái kinh tế của Iran. Vậy theo ông, để giải quyết những cái vấn đề này thì các bên liên quan cần phải làm gì ạ? Các bên liên quan thứ nhất là phải đàm phán thôi. Thì hiện nay là các nước châu Âu cũng đang, các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga hiện nay là đang tìm cách để cứu vãn cái thỏa thuận hạt nhân này. Thế thì sắp tới đây tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái đàm phán, những cái cuộc đối thoại giữa Iran với các nước, năm nước còn lại để mà tiếp tục đó là thực hiện cái thỏa thuận hạt nhân này. Cảm ơn ông tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Khó có thể nói hành động của Tổng thống Donald Trump là đúng hay sai. Tuy nhiên, ngay sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, giá dầu đã biến động mạnh mẽ. Các nước trong khu vực Trung Đông cũng xuất hiện dấu hiệu tranh chấp. Nhiều công ty nước ngoài đang có liên hệ với Iran cũng chứng kiến giá cổ phiếu đi xuống. Điều này đủ thấy tình hình hiện nay đang hết sức căng thẳng. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.